Trong top 3 là lá bài Clear Van của Cara Velvet. Hắn ta là kẻ xuất hiện trong movie của Ryuki. Micro Monster ký hiệp ước với hắn là con tắc kè. Vũ khí của hắn là một chiếc yo-yo tạo hình giống lưỡi tắc kè khi khả năng co đi giãn lại và tấn công ở phạm vi tầm trung. Là một điều hết sức đặc sắc khi chỉ là một rider xuất hiện trong một bộ movie ngắn chứ không phải trong toàn bộ series Ryuki. Và tấm kạc mình vừa nói tới sẽ làm nên thương hiệu của hắn là Clear Van, giúp hắn tàng hình trước mặt kẻ thù và tấn công họ một cách bất ngờ, không nhìn thấy, nghĩa là hắn ta là vô địch trong khoảng thời gian này. Không phải sử dụng để trốn chạy như Kamen Rider DN, hắn trực tiếp tấn công kẻ thù khi đang vô hình mà họ vẫn chẳng hề thấy hắn. Một kẻ sở hữu được sức mạnh của Micro Monster là một kẻ vô cùng nguy hiểm và xứng đáng nằm trong top 3.